Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần ngữ pháp tiếng Hàn với ngữ pháp N, ơn, rul. Đây là tân ngữ N đứng trước động từ hoặc tính từ trong tiếng Hàn. Thường là chúng ta đứng trước động từ. Tân ngữ này có nghĩa là khi động từ tác động đến cái danh từ này, ví dụ như ăn cơm chẳng hạn, đấy, thì cơm nó sẽ là tân ngữ và nó sẽ đứng trước động từ trong câu tiếng Hàn. Theo tiếng Việt thì tân ngữ đứng ở sau động từ, nhưng tiếng Hàn nó lại đứng trước. Ngữ pháp này sẽ được học ở giáo trình Seoul 1A ở bài số 3. Tân ngữ đi với ơn rul. Ơn rul gắn sau danh từ chỉ ra danh từ đó là đối tượng chịu tác động của động từ trong câu. Ví dụ, chúng ta xem đối với danh từ không có phát chim thì là kopi là cà phê, kopi rul chúng ta sẽ là kopi rul. Nếu danh từ có phát chim thì sẽ đi với ul. Chúng ta ví dụ như là pap là cơm, pabul là vẫn là cơm thôi ạ, nhưng mà đây là trợ từ tân ngữ ul rul. Các bạn chú ý ul khi đi với danh từ kết thúc bằng chữ có phát chim và rl là trợ từ tân ngữ khi danh từ kết thúc có từ kết thúc là không có phát chim. Ví dụ chúng ta xem Mariko Shinen, bạn Mariko, kobirul masoyo, kobirul masoyo đây là uống cà phê, masoyo là uống, kopi là cà phê, chanen babul mokoyo tôi ăn cơm, mokoyo là ăn. Ơn r có thể lược bỏ khi nói. Ví dụ, mùa hè ô, yong hoa bài ô. Đáng lẽ ra chúng ta có thể dùng là yong hoa r bài ô. Nhưng trong văn nói chúng ta có thể lược bỏ đi. Đó là chỉ cần nói yong hoa bài ô. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc seoul.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukuha sotsumida. Bye bye!